Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với series học kiếm tiền với YouTube tại ngocthiendoi.com. Ở bài trước thì chúng ta đã biết cách sử dụng phần mềm Camtasia và ProSol Producer để sáng tạo ra những cái video của riêng mình, cũng như là dùng nó để cắt ghép chỉnh sửa những cái đoạn video mà sau khi các bạn đã quay, hoặc là sử dụng Camtasia để sử dụng lấy những cái tài nguyên video, file âm nhạc để sáng tạo ra những cái video của riêng mình. Tiếp theo ở bài này thì chúng ta sẽ phải đi vào cái việc là tối ưu cái video đó trước và sau khi upload nó trên trên kênh YouTube. Bởi vì nếu các bạn là muốn cái video của mình được nhiều người tiếp cận, được nhiều lượt view, thì các bạn phải biết cách tối ưu nó trước và sau khi chúng ta upload lên YouTube, để chúng ta đạt được cái lượng tìm kiếm cao nhất với những cái từ khóa mà chúng ta đã nghiên cứu ở phần trước. Thì đây cũng là một phần trong tất cả các cái quá trình mà chúng ta sell video trên YouTube. Thì trước khi upload thì chúng ta cần lưu ý những cái điều gì? Điều đầu tiên là các bạn luôn nhớ là khi chúng ta xuất ra một cái định dạng video để nhằm mục đích tải lên YouTube thì các bạn nên để nó là định dạng đuôi MP4. Đây là một cái định dạng nhẹ và YouTube thì thích cái định dạng này. Nếu ví dụ như các bạn để đuôi AV thì nó là khoảng 300 MB cho một cái video, thì sau khi các bạn nén nó sang file MP4 thì nó chỉ khoảng 30 MB thôi. Thì đây là một cái định dạng rất là nhẹ. Chất lượng thì các bạn nên để là chất lượng HD và độ phân giải tối thiểu là 1280 x 720. Ngoài ra thì ở bài này Ngọc cũng hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt những cái thông tin ở trong cái tệp thô của video và viết cái tên file như thế nào để tối ưu video trước khi upload. Sau khi upload lên trên YouTube thì các bạn sẽ phải mô tả cái tiêu đề thật hấp dẫn để khi người dùng đọc cái tiêu đề đó thì họ hấp dẫn, người ta click và xem video, và cái tiêu đề cũng cần phải chứa cái từ khóa để nhằm cho mục đích sell video lên top. Đặt tag cho video như thế nào? Ngoài ra các bạn cũng có thể phải tải lên một cái hình ảnh thumbnail có độ phân giải là 1280 x 720, hoặc là với cái chiều rộng tối thiểu là 640 pixel. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái cách bắt đầu chúng ta xuất ra một cái video như thế nào, tối ưu nó trước và sau khi tải lên video. Các bạn nhớ đăng ký vào kênh video của Ngọc để theo dõi các cái bài khác thuộc cái series này. Ok, ở cái phần trước thì chúng ta đã biết cách dùng Camtasia để chỉnh sửa một cái file video. Bây giờ sau khi chúng ta đã chỉnh sửa hoàn thành rồi thì các bạn sẽ bắt đầu tiến hành xuất nó ra cái định dạng video. Thì ở trong Camtasia các bạn chỉ việc chọn file, chọn product and share. Sau đó các bạn sẽ chọn tất cả các cái định dạng, thì các bạn thấy rằng nó có khá nhiều các cái định dạng và đa phần là nó rất là ưu tiên cho cái đuôi MP4. Thì các bạn thấy là nó có cái kiểu MP4 480, MP4 720 và MP4 cho các cái dạng player. Thì mình khuyên nếu mà các bạn để upload cho lên YouTube thì các bạn nên chọn cái định dạng là MP4 up to 720. Thì đây là cái độ phân giải HD. Các bạn thấy cái biểu tượng HD và cái độ phân giải của nó ở khung hình của nó là 1280 x 720 đó. Thì cái đây là cái định dạng rất là tốt. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng cái định dạng 480, nhưng mà thông thường thì cứ sử dụng 720 đi. Nếu mà cái mạng internet nó kết nối chậm thì tự động YouTube nó sẽ chuyển cái định dạng đó thành 480 ha. Thì các bạn chọn vào 720 thì các bạn thấy khung hình ở đây nè, cái số của nó là 1280 x 720 MP4, video MP4. Sau đó các bạn chọn là next
và đặt một cái tên file tạm thời cho nó để lưu vào một cái thư mục nào đó và bắt đầu render để cho video cái Camtasia này nó render ra cái video của các bạn nhá. Đó, cái quá trình render thì nó đã bắt đầu tiến hành thì các bạn có thể thấy. Rồi mình để là cứ để đó cho nó render ha. Ngoài ra ở trong cái phần mềm Pro Show Producer á, là cái phần mềm mà ghép nhạc và chỉnh sửa hình ảnh thì các bạn cũng có thể xuất ra cái video. Ví dụ ở đây các bạn thấy mình làm cái video mà Harry Won và Trấn Thành thì các bạn xem ha. Harry nhận cái vai nào mà nói ít và những khi mà liên quan tới hài hước nhiều và tếu tếu hay là gì đó dễ thương ngây thơ, mấy cái vai đó Harry làm rất là nhiều chứ không có cái vai. Và Harry thuộc cái thoại đó thôi là Harry muốn nổi điên tại vì sao. Đó thì cũng tương tự như phần trước, các bạn đã biết cách làm rồi, tức là ghép cái file âm thanh và sử dụng những cái hình ảnh và các hiệu ứng của Pro Show Producer để tạo thành cái video. Thì sau khi đã chỉnh sửa và làm xong cái video của các bạn thì các bạn chọn cái tab Put List, sau đó các bạn chọn là ở đây thì nó có rất nhiều này, nó có cho luôn cái dạng là share trực tiếp lên YouTube. Tuy nhiên để lưu về máy tính thì các bạn chọn là Custom Video File, chọn Create. Thì các bạn cũng thấy là chọn cái HD, chuẩn HD, sau đó các bạn chọn cái khung hình tối thiểu là 720 hoặc có thể chọn 1080p. Thông thường mình để 720 được rồi, nếu mà các bạn muốn chọn 1080p cũng được. Sau đó thì nó sẽ khung hình của nó đây, các bạn thấy nó sẽ là 1280 nhân 720 và cái tỷ lệ màn hình nó là 16:9, chất lượng high quality. Sau đó các bạn cũng chọn create để tạo cái video của mình thì nó cũng bắt đầu tiến hành render cho các bạn một cái video HD. Thì đây là cái cách tạo một cái video chuẩn HD để up lên YouTube đuôi MP4 với Camtasia và Pro Show Producer. Đấy, thấy nó render cũng sắp xong rồi ha. Các bạn đợi một chút. Với cái phần mềm Camtasia Studio và Pro Show Luxer thì cái quá trình render một cái video nó cũng nhanh thôi và không cần đòi hỏi cái cấu hình máy tính khá cao. Tuy nhiên là nếu các bạn sử dụng những phần mềm chuyên nghiệp khác thì thời gian render nó khá là lâu. Ok, như vậy là chúng ta đã có cái video. Bây giờ quay trở lại, trước khi chúng ta upload cái video lên YouTube thì chúng ta cần phải cài đặt cái cấu hình thô cho file video. Thì các bạn thấy ví dụ như video ở đây thì các bạn có thể chọn vào chuẩn chuột phải vào file video, sau đó chọn rename để đặt một cái tên, và cái tên file thì nó cần không cần có dấu và nên chứa từ khóa. Ví dụ như ở đây mình có từ khóa là Ngọc Trinh hoặc là vòng eo 56 này, thì nên để cái cụm từ khóa đó vào tên file. Ví dụ như là mình phải đặt một cái tên file là phỏng vấn Ngọc Trinh ăn gì để có vòng eo 56 ha. Thì đây là cái cách các bạn đưa từ khóa vào tên file thì nó cũng có lợi cho SEO. Ngoài ra để xử lý cái tệp thô này một cách cụ thể hơn, các bạn chọn chuột phải, sau đó các bạn chọn opacity, các bạn chọn cái tab detail thì các bạn thấy có cái title này, subtitle và tab đây. Các bạn sẽ phải đặt cái tên, đưa cái thông tin vào trong cái tab luôn, tab thô luôn thì nó sẽ có lợi cho SEO rất nhiều. Ví dụ các bạn chọn chuột phải, ví dụ như là subscribe, các bạn cũng ở cái subtitle các bạn cũng nên để một cái đoạn tên file ngắn vào trong đó.
sau đó các bạn gắn tag vào trong cái tệp thô của nó luôn. Các bạn có thể gắn nhiều tag cho nó, sau đó các bạn ấn Enter chọn Apply. Ok, đó, vậy là cái tệp thô của các bạn đã có thông tin, tên file, subtitle và tag cho video. Thì đây là cái cách cách bạn xử lý tệp thô trước khi các bạn upload nó lên YouTube ha. Rồi, ok, như vậy là các bạn đã xử lý thông tin trước khi chúng ta upload rồi ha. Bây giờ để tải lên một video thì cũng đơn giản thôi, các bạn vào cái kênh YouTube của bạn thì các bạn thấy có cái nút tải lên ở ngay bên góc phải màn hình, chọn vào tải lên, sau đó các bạn mình sẽ chọn cái chế độ của nó là tạm thời là không công khai, bởi vì là ở phần tiếp theo thì sẽ có cái bài mình hướng dẫn các bạn là mua view cho video. Thì vì sao mình để không công khai, bởi vì là khi mà các bạn mua view thì các bạn sẽ gửi cái đường link đó cho cái dịch vụ mua view hoặc subscribe vào kênh, thì các bạn nên để không công khai. Sau đó khi cái việc mua view nó hoàn thành, ví dụ các bạn mua 1.000 hay 2.000 view trước, thì sau khi nó đạt cái mức đó rồi, hoàn thành cái đơn hàng đó, thì các bạn sẽ mở lại cái chế độ công khai. Thì cái lúc này các bạn những người dùng họ có thể tiếp cận được cái video của bạn, thì lúc đấy cái lượt view của bạn nó đã là 1.000, 2.000 hoặc 10.000 rồi. Cái đó là mua view thì người xem họ cũng thấy cái số lượng view ấn tượng thì dễ dàng họ sẽ click vào, và cái việc sell video nó cũng tốt hơn trên YouTube. Thì tạm thời mình để không công khai, còn nếu những cái video khác thì các bạn có thể chọn công khai hoặc riêng tư gì đó tùy các bạn ha. Rồi, tải lên một cái video thì các bạn ở đây nó có phần trăm tải lên và số lượng thời gian tải. Trong lúc tải thì các bạn có thể viết cái tiêu đề cho video ở đây, thì mặc định nó sẽ sử dụng cái tiêu đề là cái tên file. Thì các bạn cần viết lại có dấu rõ ràng, hoặc cái từ nào cần nhấn mạnh thì các bạn có thể viết in hoa, viết cái mô tả cho video, gắn thêm các cái thẻ tag. Thì ở đây mình có một cái công cụ rất hay mà phần sau của cái video này, bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng hai công cụ. Một cái công cụ là VidIQ mình đã nhắc đến ở bài trước, để phân tích kênh của đối thủ và phân tích video của đối thủ. Ngoài ra mình có một cái công cụ nữa đang sử dụng hiện nay, đó là công cụ Tubi Buddy. Đây là một cái công cụ phải nói tuyệt vời mà dùng cho những người là kiếm tiền với YouTube. Nó cho phép bạn phân tích kênh, nghiên cứu và phân tích từ khóa, cũng như là kiểm tra cái báo cáo kênh của bạn mức độ như thế nào. Ngoài ra nó còn có một chức năng vô cùng thú vị, đó là gửi tin nhắn trực tiếp cho người dùng trên YouTube. Đây là một cái công cụ mà phải nói là nếu ai đang làm YouTube, kiếm tiền với YouTube thì nên sử dụng cái công cụ này. Bài sau Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn đó. Bây giờ các bạn trở lại thì các bạn có thể thêm nó vào, viết cái tiêu đề. Rồi, các bạn cũng mô tả, viết cái đoạn mô tả và gắn các cái thẻ tag. Thì các bạn thấy là khi các bạn sử dụng cái công cụ To Be Booty ấy, thì nó liệt kê cho các bạn luôn là cái giới hạn của cái tiêu đề là 100 ký tự. Ở đây các bạn đã sử dụng 43 ký tự trên 100 này. Cái đoạn mô tả là 5.000 ký tự, và các bạn đã sử dụng bao nhiêu. Cái tag thì nó cho bạn sử dụng tối đa là 500 ký tự. Các bạn ví dụ như các bạn gõ vào ký tự vào thì nó sẽ liệt kê ở đây là 4 trên 500 này. Đó, rất hay cái công cụ này. Ngoài ra nó còn cho các bạn khám phá cái các cái phần khác, thì ở phần sau Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn.
Như vậy là các bạn đã biết cách tối ưu cái video sau khi mà tải lên YouTube. Rồi sau khi các bạn tải cái video lên rồi, đã viết cái tiêu đề cho video, thì mặc định các bạn thấy là YouTube sẽ gợi ý cho bạn ba cái hình, làm cái hình thumbnail cho video. Thì cái hình thumbnail này nó khá là quan trọng, bởi vì nếu mà cái hình của bạn hấp dẫn á, thì cái tỷ lệ người click và xem video nó sẽ rất là cao. Còn một cái hình mà không hấp dẫn thì có thể nó sẽ hạn chế tiêu đề này. Có hay nhưng mà cái hình không hấp dẫn thì có thể là cũng cũng không không có nhiều lượt click vào để xem video. Thì các bạn có thể sử dụng một trong ba cái hình gợi ý này làm hình thumbnail. Thì cái hình nào các bạn thấy rõ nhất mà các bạn thấy hấp dẫn nhất thì các bạn chọn. Thì mình thực ra mình thấy cái hình này nó cũng hấp dẫn, nhưng nếu các bạn muốn một cái hình nó hấp dẫn hơn, mang tính chất 18 cộng nhiều hơn, thì các bạn có thể tải lên một cái hình bằng cách là các bạn chọn hình thu nhỏ và các bạn nên design hoặc tìm kiếm một cái hình tối thiểu là 1280 nhân 720 và cái chiều rộng tối thiểu nó nên là 640 pixel để hiển thị tốt nhất, để tải lên với kích thước là tối đa là 2 MB. Thì đó, thì cái hình nào mà các bạn thấy nó hấp dẫn nhất thì các bạn có thể tải lên. Thì ví dụ như cái hình này thì các bạn có thể mở lên thì nó sẽ tải lên làm cái hình thumbnail cho video, thì cũng rất là hay. Và sau đó các bạn chọn lưu thay đổi, thì đây là cái cách mà các bạn sử dụng hình thumbnail để tăng tỷ lệ click cũng như là hấp dẫn người dùng. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và các bạn đừng quên đăng ký vào kênh của Ngọc để tiếp tục theo dõi cái series này. Ở bài sau thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn hai công cụ vô cùng hữu ích cho những người kiếm tiền trên YouTube, đó là VidIQ và ToBeBuddy. Đây là hai công cụ mà Ngọc đang sử dụng hàng ngày. Xin cảm ơn các bạn.